Cái anh này anh ngồi đây chị nói lại đi anh, cái anh này anh không bao giờ ngăn cản chị làm cái gì hết với cái nghề của mình. Chị đi đóng phim, mọi người ở đây có giang hồ thì mọi người biết đi đóng phim rất là cực, nhưng mà anh vẫn rất là support, làm nghề cũng rất support, mặc đồ ở hàng anh cũng support. Thực ra là anh cũng có cạnh nhà, nhưng mà sau đó thì anh cũng thôi kệ, anh không làm được gì. Tức là Hương Kim từ trải qua hai đời người yêu rồi thì bài đó bài hết rồi. Là em biết cái bài này lúc em chia tay cái người thứ hai thì em quen tới người thứ tư rồi, chị Tiên mới chịu ra bài này. Khi mà cuộc đời cho bạn một trái chanh thì hay mình bạn hay gọi là pha với miếng chanh á, thì Tiên là người rất là
giờ cứ bắt cái chồng mình là một tiếng tiên và mình quyết định là full tiếng luôn, nhưng mà chắc chắn là sợ bưng là sợ một tiếng nha mọi người. Từ cả một tháng này em chỉ thấy một tiếng là cũng hơi sợ rồi đó. Cảm ơn Miu rất là nhiều vì những chia sẻ, và có thể nói là chắc là đầu tiên mới được chia sẻ cái chuyện mà nó cong 360 độ về phía ông Tiên. Một chỗ tay thật lớn dành cho Miu và Messi. Thật ra thì đối như mọi người cũng thấy là trong tất cả những cái bài hát trong album nó đều rất là sập sình, nó đều rất là đùm đùm đốt chát á. Thì riêng bản thân bài nhạc người ta có biết này ngoài cái đùm đùm đốt chát thì em nghĩ là ở trong mỗi cái người phụ nữ, dù có mạnh mẽ như thế nào, dù có cứng rắn ra làm sao, thì ở trong người phụ nữ sẽ luôn chất chứa một cái cảm giác, một cái cảm xúc hay là một cái bản ngã nào đấy nó rất là yếu đuối, và nó rất là đầy những cái tâm trạng mà nhiều khi là họ chỉ có, họ ngồi một mình, cụ thể là có thể là ngồi một mình ở một cái quán bar nào đó, và đêm khuya lúc đấy thì tiếng đàn, rượu, âm nhạc và những thứ đó nó khiến cho cái vỏ bọc cứng rắn bên ngoài của họ nó vỡ ra, để mà một cái người phụ nữ rất là mỏng manh, rất là yếu đuối được xuất hiện. Thì em rất vinh hạnh, em chính là cái người yếu đuối đó. em chính là cái người mà thể hiện cái sự yếu đuối đó của nhân vật trong cái album Con của chị Tóc Tiên thông qua ca khúc Nếu Anh Là Em. Mà thật ra em nghĩ đây là cái ca khúc đầu tiên được viết trong album này, đúng không? Hình như là một trong những ca khúc đầu tiên trong album này. Lâu rồi, cũng lâu. 4 năm, ca khúc này chị Tiên ghi của em 4 năm mọi người ạ. 4 năm rồi. Đã thôi. Đáng lẽ là bài này độc quyền 2 năm thôi. Thứ kim tự. Nhưng mà chị ghi tới 4 năm rồi mọi người. 4 năm rồi, có cả thêm không? Có vậy. Tức là Thứ Kim Tự trải qua 2 đời người yêu rồi. Thì bài này là em biết cái bài này lúc em chia tay cái người thứ hai thì em quen tới người thứ tư rồi. Chị Tiên mới chịu ra bài này. Em cũng có cái cơ hội được gặp các anh chị báo chí và các anh chị nghệ sĩ rất là thường xuyên trong họp báo của các ca sĩ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên một họp báo giới thiệu về album lại làm cái showcase hoành tráng như vậy. Thì tại sao chị lại chơi một chịu chơi như vậy cho chị trình diễn trong ngày hôm nay? Showcase chỉ có trình diễn 4 bài hát thôi mà là nguyên một cái không gian hoành tráng công phu như vậy ạ? Thực ra tôi nghĩ là bởi vì thứ nhất là mình là một người thích cái đẹp, thích thời trang, cho nên là khi mà đi thêm tham dự những cái show, những fashion show á, thì mình rất là thích cái không khí đó, và mình ước gì mình cũng có một cái show mà mô phỏng cái thời trang và nó duyên vị như vậy. Đó là cái mong muốn đầu tiên. Cái thứ hai là đến từ Creative Director. Anh rất là cảm ơn hai bạn đã sáng tạo về cái phần vision cho album, nó rất là đẹp. Cái câu chuyện mà mọi người đọc trong book, cái cuốn photo book cũng như là bốn cái câu tục ngữ là cũng từ Alex Hock mà ra. Đồng thời từ những cái idea đó thì có thêm là Graphic Design chứ đã thiết kế cái album, tất cả những cái sự duyên đẹp đẽ đó nó làm cho Tim một cái sự thôi thúc là mình phải làm cái gì đó nó xứng đáng với cái tình cảm của mọi người, xứng đáng với công sức của tất cả producer, nhạc sĩ, của tất cả những ai đã đợi chờ Tim trong suốt thời gian qua. Bởi vậy mà Tim quyết nghĩ là ok thôi, một lần chơi lớn xem mọi người có ok không. Có nhầm chỗ mọi người. Hồi nãy Tim chỉ mong là mọi người ở đây mọi người có thể chụp hình check in nhiều, tại vì sao hôm nay là nó bị bỏ hết rồi, nó không có được sử dụng để làm gì khác đó. Nên là nếu được mọi người check in cho nó cho Tiên vui. Và ôi, Tiên nghĩ là mình rất là may mắn khi mà thứ nhất là mình làm gia đình với một người cùng nghề rất là hiểu cái công việc của mình, và thứ hai là cái người này họ cái anh này anh ngồi đây chỉ nói đại đi anh, cái anh này anh không bao giờ ngăn cản chị làm cái gì hết với cái nghề của mình. Chị đi đóng phim, mọi người ở đây có giang hồ thì mọi người biết đi đóng phim rất là cực, nhưng mà anh vẫn rất là support, làm nghề cũng rất support, mặc đồ ở hàng anh cũng support. Thực ra là anh cũng có cặn nhằn, nhưng mà sau đó thì anh cũng thôi kệ, anh không làm được nhiều. Cho nên là rất là support, có gia đình cũng như là ở đây thì có cả ba Tiên nữa, không biết ba Tiên ở đây nữa, rất là support. Cho nên là Tiên nghĩ rằng là tất cả những cái sự support đó, cái sự tương trợ lẫn nhau đó, nó giúp cho Tiên có thêm cái sự can đảm để hoàn thiện cái album này.